Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, trong không khí ấm áp của phòng khám tra tử thương cho không và các thầy đã hỗ trợ được trẻ ung thư miễn phí, niềm vui và hy vọng đang lan tỏa, đặc biệt là từ câu chuyện hồi phục sức khỏe đầy cảm hứng của chị Vũ Thị Thoan, 57 tuổi, đến từ tỉnh Hưng Yên. Dù quê hương của chị nằm khá xa, nhưng không gì có thể ngăn cản gia đình chị trong hành trình tìm kiếm sự sống, mong muốn cứu chữa cho người thân yêu. Chị Vũ Thị Thoan đã phải đối mặt với ung thư nội mạc cổ tử cung giai đoạn 4, một trong căn bệnh hiểm nghèo, khiến mọi người trong gia đình chìm trong âu lo và tuyệt vọng. Dù đã tìm kiếm nhiều cơ sở hỗ trợ điều trị, nhưng chị Vũ Thị Thoan không ngừng hy vọng sẽ có một nơi mang lại cho chị cơ hội để sống sót. Thật may mắn, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành điểm dừng chân của chị Vũ Thị Thoan, nơi mà chị đặt trọn niềm tin và hy vọng. Với sự tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên tại phòng khám, chị Vũ Thị Thoan đã nhận được phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đúng đắn và hiệu quả. Sự kết hợp giữa y học hiện đại và sự chăm sóc tận tình đã giúp căn bệnh của chị dần được đẩy lùi. Nhờ vào quyết tâm và sức mạnh của gia đình, chị đã có thể vượt qua những tháng ngày đen tối nhất. Trong niềm vui vô bờ bến, chị Vũ Thị Thoan cùng gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Chúa, Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Cố Linh Mục, nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Họ cũng không quên cảm ơn các thầy thuốc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người đã góp phần mang lại ánh sáng và hy vọng cho chị và nhiều bệnh nhân ung thư khác. Câu chuyện phục hồi của chị Vũ Thị Thoan không chỉ là một minh chứng cho sức mạnh của y học mà còn là một bài học về lòng kiên trì và niềm tin. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ được trị ung thư miễn phí, tự hào được đồng hành cùng chị trong hành trình này và hy vọng sẽ tiếp tục mang lại niềm vui, sự sống cho nhiều bệnh nhân ung thư khác trong tương lai. Xin trân trọng. À, dạ thưa cô có thể cho con biết á là họ tên mình đến từ đâu vậy cô? Họ tên tôi là Vũ Thị Thoan, đến từ Hưng Yên, xã thì Trần Cao, huyện thì huyện Phục Cừ. Bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô năm nay là đi 5-6 tuổi. À, thưa cô có thể cho biết cái triệu chứng ban đầu của cái bệnh của cô như thế nào, rồi cô điều trị bệnh viện ở đâu? Cô triệu chứng ban đầu thì cô đi khám ở mấy bệnh viện thì mãi bệnh viện về sau mới cuối cùng là bệnh viện Hưng Hà, xong là người ta nghi là chuyển cho lên viện ca, thế là đã là người ta kiểm tra thì hóa ra đã là giai đoạn 4 rồi, thế là người ta cho nhập viện rồi đăng ký ngày mổ, là có 2 ngày tôi có mổ luôn, tôi mổ luôn và thế là mổ xong là xuống hồi sức được chục hôm thì bệnh viện cho lên truyền, tôi truyền được 2 mũi, tôi thấy cảm thấy là mệt mệt nên có người mách vào đây, thế tôi chạy vào đây, thế là chạy vào đây được tôi chữa bệnh được hơn 2 tháng rồi, thầy cho đi khám thì là kết quả lại đến bệnh viện hòa hảo, lại an toàn hết, các thứ là ổn định hết, thế là thầy cho tôi về. Tại sao cô biết ở đây chúng ta nhỉ? À, biết đấy, em gái ở gần đây, người ta em gái mách, thế là chị xuống đây đi cho đỡ mệt, chứ truyền mệt lắm, thế là tôi xuống đây để chữa, thì tôi xuống đây tôi cũng xem trên mạng này thì thôi, tôi thấy nó nhiều mấy ở làng tôi cũng có người khỏi rồi, thế là tôi cứ tin tưởng tôi chạy xuống đây. À, thưa cô vậy thì cái ngày đầu tiên tôi xuống đây á À. thì cái tình trạng sức khỏe như thế nào, ăn uống ngủ nghỉ ra sao À. À, bắt đầu xuống đây thì người nó cũng hơi mệt mệt tí, xong là ăn thầy cho ăn cháo chay, không ăn cái gì khác, mỗi cháo thôi 3 ngày, rồi sau ra mới ăn thêm rau mới hoa quả mới để các loại hoa quả mới các loại rau, thế tôi cứ thấy tôi khỏe dần dần lên, thì từ hôm ấy là không phải tái phát gì cả, cứ thế là ổn định sức khỏe là dần dần là khỏe, thế xong rồi thầy cho đi khám Rồi đi khám ở bệnh viện nào và kết quả ra sao vậy cô? bệnh viện Hòa Hảo,
Đi khám sớm xong là bệnh viện tư nhân lớn đấy ở Sài Gòn đấy, nên là đi khám thì kết quả bác sĩ khám xong tất cả các thứ xong là mang về cho bác sĩ kiểm tra, để bác sĩ xem xét từng tiết mục một, bác sĩ bảo an toàn hết rồi. Thế là tôi về tôi đưa cho thầy, nộp cho thầy, thế thầy cũng xem lại các tiết mục, thế thầy bảo rằng là cái này là của cô là được hết rồi, còn muốn cái là phải chịu khó ăn rau mới thêm hoa quả vào thôi, khỏi hết rồi ạ. Thì đây được kết quả như vậy á, cô cùng gia đình có mua vui mừng gì không? Tôi điện cho em gái rồi, thế là mừng phát khóc lên đấy, cứ nghĩ là không tưởng tượng được là sao lại có hơn 2 tháng mà đã khỏi rồi, cứ thoạt đầu cứ nghĩ phải lên 4 5 tháng cơ. Và Thưa cô, vậy thì qua những tháng mà hỗ trợ điều trị ung thư tại đây nè, thì có để lại ấn tượng gì cho cô, có thể nhận xét thì cái phòng khám là như thế nào được không? tôi đến đây này tôi rất mừng, bởi vì các thầy mới này các nhân viên ở đây rất chi là tình cảm, nhiệt tình, mà cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ những bệnh nhân nghèo có ung thư đến đây để có cái hy vọng. Lần cuối lắm lúc các bệnh viện thái về rồi mà không chữa được thì lắm bệnh nhân tôi thấy chạy xuống đây là cũng chữa được, nên tôi rất mừng, nên tôi cũng hy vọng ở đây tôi thoải mái. Tôi từ từ giờ đến giờ, từ đầu đến giờ tôi cảm thấy rất tự hưởng thoải mái. Thưa cô, vậy thì chỗ phòng của cô Hạnh á, là mình nhận là gạo, nước, thuốc, rồi mình được cô Hạnh tư vấn về vấn đề mà nấu cháo vậy đó, rồi có ai đề cập vấn đề tiền bạc rồi Không ạ, không đề cập gì một tí tiền bạc nào. Đến nỗi mà vào đây nhìn thấy hòm để xin khấn mà cũng không thấy có. Thế là hỏi cô Hạnh, mà cô Hạnh ơi hòm xin khấn ở đâu, thì cô bảo ở đây là coi như là yêu thương cho không không lấy của ai đồng nào, kể cả tiền xin khấn cũng không nhận. Thế thì không biết là để ở đâu, thế là cô bảo thế cũng không. Thế là về sau là các bệnh nhân này thì không biết là tạ cha bằng thế nào, thì nghĩ bảo thôi đi ra nhà thờ xin lễ cho cha, chứ ở đây không lấy một cái gì ạ. Rồi là khi mình nhận dạng nước thuốc đó, được tư vấn như thế nào và nhận mỗi ngày không? Vâng, có bà Hạnh có nói là 3 hôm đầu là ăn chay, xong dần dần là cứ mỗi ngày làm sao mà ăn được 3 lít cháo đến 4 lít là vô tư, là sức khỏe nó sẽ ổn định dần, là nó sẽ khỏi, còn không ăn được thì mới phải chịu, chứ còn đã ăn được là cứ vô tư. Mà Rồi thưa cô, vậy thì sau khi mà hỗ trợ điều trị tại đây á, thì cô có về nhà cô tiếp tục đó là cái chế độ mình ăn uống như thế nào không? theo tôi thì về nhà đã đến đây khám mà đi bệnh viện, người ta đã xét nghiệm cho mình các thứ đều an toàn hết, đều khỏi hết, thì là về nhà là có hướng của tôi là phải ăn kiêng thêm 2 3 tháng nữa cho nó kinh tế, cho sức khỏe là ổn định hẳn, sẽ sau này ăn chay chứ không có nghĩ gì đến ăn mặn tất cả. Thôi cuối cùng là con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn tạ ơn Chúa mẹ Maria, thánh cả Giô-se, cảm ơn cha Phêrô, và mới để cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ phòng khám, mới cảm ơn các bác sĩ mới này nhân viên ở đây rất nhiệt tình, tôi xin chân thành cảm ơn. Rồi, dạ, cảm ơn cô. Và Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương,
luôn cho không ăn cây cọ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cọ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, u
vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó,
dương. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào... Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.